mới đây trên live stream của mình mc trấn thành đã có những chia sẻ xoay quanh dự án web drama mà anh vừa mới phát hành tại đây nam mc đã cầu xin khán giả không nên cắt phim của anh thành những đoạn video để đưa lên tiktok ngoài ra trấn thành cũng mong người hâm mộ của mình thượng tôn pháp luật yêu thương bảo vệ nghệ sĩ thay vì làm loãng view phim của anh trước đó trấn thành cũng live stream bày tỏ sự buồn lòng khi phim hẻm cụt chưa công chiếu trên youtube nhưng đã bị rò rỉ trên một số trang mạng xã hội. Được biết, đây là dự án web drama chiếu Tết mà ông xã Harigon tâm huyết, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, Lê Giang, Hoàng Mèo, Lê Dương Bảo Lâm. Nam diễn viên chia sẻ Tôi buồn ghê, phim hẻm cụt tôi chưa kịp phát thì mấy bạn lên TikTok phát hết trơn rồi. Cho tôi năn nỉ, mọi người đừng làm như vậy, tội nghiệp tôi quá." Một bộ phim hay là do nội dung bí ẩn, các bạn vào xem full cả tập thì mới thấy hay. Nhiều người cứ lấy nội dung của người ta rồi cắt ra clip để phát, như vậy thì tôi buồn lắm. Bên cạnh đó, Trấn Thành còn cho biết thêm, với một bộ phim chiếu mạng, anh và ekip bỏ ra kinh phí không nhỏ, chính vì thế, việc phát lậu trên các nền tảng dù chỉ là những phân đoạn thì cũng là điều sai trái. Tôi thấy bây giờ cái gì các bạn cũng đăng lên hết thì làm sao? Tôi cũng không biết nói sao. Cái này là ý thức của mỗi người thôi. Chúng ta hãy thật sự nghiêm khắc với điều này. Bởi khi các bạn đăng lên TikTok thì giống như mình lấy đồ của người ta rồi để ở nhà mình vậy đó. Trước đó, phim Bố già của Trấn Thành cũng bị tuồn một clip chia sẻ về đoạn kết của phim khiến công chúng không khỏi bức xúc.